Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Thông thả học tiếng Quảng Đông. Thì hôm nay chúng ta cùng học những cái mẫu giao tiếp thực tế, thí dụ như là ở tiệm mua bán túi xách thì thông thường chủ tiệm sẽ nói là "Tôi biển thảy hạ". "Tôi biển" có nghĩa là tự nhiên, "thảy hạ" là xem, "tôi biển thảy hạ", tự nhiên xem hay là tùy ý xem. Thì các bạn rất là thường nghe "tôi biển thảy hạ". Thì là khách, chúng ta muốn nói "được ạ" à, thì sẽ là hữu a, hay là "dạ được hữu a". Rồi bây giờ chủ tiệm, trong cái lúc mà khách lựa hàng thì thường hay chú ý tới những cái màu tím, thì chúng ta nói "lì chúng di chỉ xích, hỏi di cản ní co tỏi". "Lì chúng di chỉ xích" có nghĩa là cô thích màu tím hay là chị thích màu tím, em thích màu tím. Thì chỉ xích là màu tím, chúng di là thích. "Lì chúng di chỉ xích", cô thích màu tím. "Hỏi di" là có thể, "cản" là chọn, "hỏi di cản" có thể chọn. "Tỏi" là cái túi xách, "ní co tỏi" túi xách này. Chúng ta cùng nhau đọc lại: "Lì chúng di chỉ xích, hỏi di cản ní co tỏi". "Lì chúng di chỉ xích, hỏi di cản ní co tỏi". Cô thích màu tím, có thể chọn túi xách này. Thì tâm lý á các bạn để ý xem cái vị khách đó có thật sự là thích cái màu tím không. Thì các bạn nhìn xem áo người ta mặc có phải là màu tím không, hay là cái túi xách hiện tại người ta có phải là màu tím không, hay là giày người ta đang mang có phải là có pha lẫn màu tím, hay là những người mà người ta sơn móng tay á. Các bạn để ý, nếu như người ta sơn màu tím thì nhất định là người ta sẽ thích màu tím. Rồi, thì mình chỉ đưa ra một cái bí quyết cho các bạn làm sao mà chúng ta có thể biết cái vị khách đó là thích cái màu gì. Chúng ta cùng nhau đọc lại: "Lị chúng di chỉ xích, hỏi di cản ní co tỏi". "Lị chúng di chỉ xích, hỏi di cản ní co tỏi". Cô thích màu tím, có thể chọn túi xách này. Rồi, bây giờ vị khách này muốn đáp là hữu a, ngọ màn mảnh thảy, thảy ngám hòa lị tháng. Thì có nghĩa là được ạ, tôi xem từ từ, xem vừa ý, nói cô biết hay là nói cho chị biết. Thì hữu a là được ạ, thảy là xem, màn mảnh là từ từ, ngọ màn mảnh thảy tôi từ từ xem. Thảy ngám có nghĩa là thảy ngắm sắm sổi, có nghĩa là xem vừa ý. Hòa lị tháng là nói cho cô biết hay là nói cho cô nghe đều được. Tháng có nghĩa là nghe. Chúng ta cùng nhau lặp lại trọn câu: hữu a, ngọ màn mảnh thảy, thảy ngắm hòa lị tháng. Hữu a, ngọ màn mảnh thảy, thảy ngắm hòa lị tháng. Có nghĩa là được ạ, tôi xem từ từ, xem vừa ý, nói cô biết. Rồi khách hàng mới nói tiếp. Trong cái quá trình lựa thì khách hàng mới nói là: tôi muốn mua vài cái có tính rẻ chút không? Thì nói như thế này: ngọ mại tó kỹ co, dạo mụ cày phèn tí. Thì phèn tí là rẻ chút, cây là tính, cây phèn tí tính rẻ chút. Dạo mụ là câu hỏi có không, dạo mụ cày phèn tí. Thì cái câu hỏi này chúng ta thường đi mua cái gì đó mà chúng ta muốn người ta giảm giá cho mình thì hỏi là dạo mụ cày phèn tí. Thì khi mà ở những cái cửa hàng đơn lẻ thì người ta có thể giảm cho các bạn, nhưng ở những cái công ty lớn thì người ta sẽ không giảm cho các bạn ha. Thì các bạn lưu ý ở những cái điểm này. Rồi, mại tó kỹ co có nghĩa là mua vài cái, hay là mua, miễn là mua hơn một cái đó, người ta gọi là mại tó kỹ co. Mua hai ba cái, năm sáu bảy cái đều được. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu: ngọ mại tó kỹ co, dạo mụ cày phèn tí. Ngọ mại tó kỹ co, dạo mụ cày phèn tí có nghĩa là tao mua vài cái có tính rẻ chút không. Rồi chủ tiệm đó muốn nói là cũng là tính rẻ 10 đô 8 đô, thì nói như thế này:
tôi hay cây phèn, sập mánh, bạc mánh. Thì thông thường khi mà người ta nói thật giá rồi đó thì người ta chỉ giảm cho các bạn một số tiền giống như là cảm tình thôi, chứ là không phải là người ta kê giá cao rồi người ta bán cho mình. Tôi hay cây phèn, sập mánh, bạc mánh. Thì cây phèn là tính rẻ, hay là tú là cũng. Tôi hay cây phèn, tú hay cây phèn có nghĩa là cũng là tính rẻ. Sập mánh là 10 đô, bạc mánh là 8 đô. Các bạn sinh sống ở nơi nào đó, người ta nói sập mánh là 10 đô. Thí dụ như sống ở Mỹ, sập mánh là 10 đô Mỹ. Sống ở Việt Nam, sập mánh là 10 đô, là 10 đồng. Thì là đồng Việt Nam. Thí dụ như là như thế. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Tú hay cây phèn, sập mánh, bạc mánh. Tú hay cây phèn, sập mánh, bạc mánh. Cũng là tính rẻ 10 đô, 8 đô. Khi mà người ta nói câu này thì người ta không thể giảm giá nhiều cho các bạn được. Chủ tiệm muốn nói tiếp. Dánh quầy, ngọ tì, hủ sạch ca pha sầu. Thì dánh quầy là bởi vì ngọ tì là chúng tôi. Pha sầu là bán hay là bán ra. Sạch ca, ca là giá, sạch là thật. Sạch ca pha sầu có nghĩa là thật giá hay là xác giá. Hủ sạch ca pha sầu thì thêm chữ hủ ở phía trước, nó sẽ trở thành là rất thật giá hay là rất xác giá. Hủ sạch ca pha sầu. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu. Dánh quầy, ngọ tì, hủ sạch ca pha sầu. Dánh quầy, ngọ tì, hủ sạch ca pha sầu. Bởi vì chúng tôi bán rất thật giá. Rồi, khi mà chúng ta muốn nói là hiểu, chúng ta nghe, chúng ta hiểu được. Mềm bạc, hiểu. Khách hàng muốn nói tiếp. Thí dụ như là muốn khen là túi sách của chị mai rất đẹp, túi sách của cô mai rất đẹp. Thì nói như thế này. Lị tí tỏi, sậu cúng hủ len. Thì lị tí tỏi có nghĩa là túi sách của cô, túi sách của bạn. Những túi sách của cô, những túi sách của bạn đều được. Số ít hay là số nhiều đều được. Sậu cúng là thủ công, hủ len là rất đẹp. Chúng ta cùng nhau đọc lại. Lị tí tỏi, sậu cúng hủ len. Lị tí tỏi, sậu cúng hủ len có nghĩa là người ta muốn khen túi sách của bạn mai rất đẹp, hay là túi sách của bạn thủ công rất đẹp. Thì khi mà được ai đó khen, lời cảm ơn của chúng ta là như thế nào? Ghi nhớ, khi được khen, lời cảm ơn là tó chè, chứ không phải là cói. Các bạn lưu ý cho mình. Tó chè là khi ai đó khen mình, lời cảm ơn là tó chè. Rồi, khách hàng lại khen tiếp. Ví dụ như là ngoài cái thủ công đẹp ra, vải còn đẹp, vải lại đẹp. Thì nói như thế này. Bu liễu, dầu, len. Thì dầu, len, len là đẹp, dầu, len là lại đẹp. Bu liễu là vải. Cùng nhau đọc lại. Bu liễu, dầu, len. Bu liễu, dầu, len. Vải lại đẹp. Khách hàng nói tiếp. Khách hàng muốn hỏi là cái kiểu bóp tiền nhỏ này có hoa văn khác không? Thì hỏi như thế này. Ní phủn xây ngành báo, dậu mụ khì thá phá mành. Thì phá mành có nghĩa là những cái hoa văn in trên vải, người ta gọi là phá mành. Khì thá là khác, dậu mụ là câu hỏi có không. Dậu mụ khì thá phá mành. Dậu mụ khì thá phá mành. Các bạn có thể ghi nhớ cái câu này. Bởi vì khi các bạn đi mua quần áo hay là mua bất cứ cái gì mà có những cái hoa văn in trên những cái nền vải, dậu mụ khì thá phá mành, dậu mụ khì thá phá mành có nghĩa là có hoa văn khác không, có những cái hình ảnh nào in trên vải khác không. Dậu mụ khì thá phá mành. Thì ngành báo là bóp, bóp tiền đều được, xây là nhỏ, phủn là cái kiểu, ní phủn là cái kiểu này, ní phủn là cái kiểu này. Ní phủn xây ngành báo, cái kiểu bóp tiền nhỏ này, hay là cái kiểu bóp nhỏ này. Thì chúng ta cùng nhau đọc lại. Ní phủn xây ngành báo, dậu mụ khì thá phá mành. Ní phủn xây ngành báo, dậu mụ khì thá phá mành. Rồi khi mà chủ tiệm
muốn đáp, thí dụ như có thì chúng ta nói dậu, còn nếu như mà không có thì chúng ta thí dụ như nói là ngọ tố hài tắc phán ní kỷ co phá mạnh, thì ngọ là tôi, tú hài tắc phán, tú là cũng, hài là tắc phán là được. Tú hài tắc phán có nghĩa là cũng là có. Ní kỷ co phá mạnh, ní kỷ co phá mạnh có nghĩa là mấy kiểu hoa văn này. Cùng nhau đọc lại trọn câu: ngọ tú hài tắc phán ní kỷ co phá mạnh, ngọ tú hài tắc phán ní kỷ co phá mạnh có nghĩa là tôi cũng là có mấy kiểu hoa văn này. Rồi là khách hàng nghe được rồi muốn nói là hữu lá ngọ diều ní kỷ co, hữu lá ngọ diều ní kỷ co có nghĩa là cẩm hữu lá, có nghĩa là thế được rồi. Ngọ diều ní kỷ co thì ngọ diều là tôi muốn, diều là muốn, ní kỷ co là mấy cái này, ní kỷ co là mấy cái này. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu: cẩm hữu lá ngọ diều ní kỷ co, cẩm hữu lá ngọ diều ní kỷ co, thế được rồi tôi muốn mấy cái này. Rồi bây giờ nhiều cái quá đó thì chúng ta không có tính được bằng cái trí nhớ mà chúng ta lấy cái máy tính ra tính. Thì thí dụ chúng ta muốn nói là để tôi tính tính trước. Tẳng ngọ cày cày xin, tẳng ngọ cày cày xin thì cây dắt cây là tính tính. Tẳng ngọ là để tôi, tẳng là để, tẳng cũng còn có nghĩa là chờ. Tẳng ngọ cây dắt cây xin, để tôi tính tính trước hay là chờ tôi tính tính trước. Thí dụ như là tổng cộng 1.750 đô thì 1.750 đô nói như thế này: dắt 9 là 1.700 là chất bạc, sập là 50, dắt 9 chất bạc sập mánh, dắt 9 chất bạc sập mánh là 1.750 đô. Cùng nhau đọc lại trọn câu: chủng cùng dắt 9 chất bạc sập mánh, chủng cùng dắt 9 chất bạc sập mánh, tổng cộng 1.750 đô. Rồi thì khách hàng mua nhiều, chúng ta là chủ tiệm có thể tặng những cái gì đó cho khách hàng. Thí dụ như là dây đeo của chiếc túi xách này tôi tặng cho cô, dây đeo của chiếc túi xách này tôi tặng cho cô thì nói như thế này: ní thiều sẩu tỏi kè tải, ngọ sùng bỉ lị kè. Sẩu tỏi là cái túi xách, kè là của, tải là cọng dây, ní thiều là cái sợi này. Ní thiều sẩu tỏi kè tải, ní thiều sẩu tỏi kè tải có nghĩa là dây đeo của chiếc túi xách này. Ngọ là tôi, sung bỉ là tặng cho, lỵ là cô, là bạn, là anh, là chị. Chúng ta cùng nhau đọc lại trọn câu: ní thiều sẩu tỏi kè tải, ngọ sung bỉ lỵ kè, hay là ní thiều sẩu tỏi kè tải, ngọ sung bỉ lỵ đều được, bỏ đi chữ kè cũng được mà có chữ kè cũng được. Có nghĩa là dây đeo của chiếc túi xách này tôi tặng cho cô. Rồi bây giờ được ai đó tặng cho mình cái gì đó, lời cảm ơn là tó chè. Thì người ta tặng cho mình cái gì đó mà mình thấy đẹp thì khen trước, cảm ơn sau, hủ len a, tó chè, hay là cảm ơn trước khen sau, tó chè, hủ len a đều được, hủ len a, tó chè, rất đẹp à, cảm ơn. Rồi bây giờ khách hàng cảm ơn mình thì trong cái lúc chia tay thì chủ tiệm có thể nói là cô cảm thấy sử dụng tốt, tiếp tục ủng hộ, hay là bạn cảm thấy sử dụng tốt, tiếp tục ủng hộ, hay là anh cảm thấy sử dụng tốt, tiếp tục ủng hộ, lỵ dùng tắc hữu cày chục bón chanh. Thì lỵ là bạn, là cô, là chú, là anh, là chị. Dùng tắc hữu là cảm thấy sử dụng tốt, dùng tắc hữu cày chục bón chanh, cày chục là tiếp tục, bón chanh là ủng hộ.
ủng hộ trong cái sự mua bán bón chanh, người ta gọi là bón chanh, cây trục bón chanh có nghĩa là tiếp tục ủng hộ. Rồi thì các bạn lưu ý cho mình, bón chanh có nghĩa là ủng hộ, chí trì cũng có nghĩa là ủng hộ. Thì bón chanh nó có liên quan trong cái sự mua bán ha, có liên quan trong sự mua bán thì người ta thường dùng bón chanh để nói cái sự ủng hộ. Còn chí trì thì dùng trong sự mua bán cũng được, và dùng trong cái sự ủng hộ về tinh thần cũng được. Thì các bạn lưu ý cho mình. Rồi bây giờ Lị dùng tắc hữu cây trục bón chanh. Lị dùng tắc hữu cây trục bón chanh, hay là Lị dùng tắc hữu cây trục chí trì đều được. Rồi bây giờ khách muốn nói là nhất định, có nghĩa là người ta đã khẳng định nếu sử dụng tốt thì người ta sẽ nhất định ủng hộ. Nói là dắt tiền. Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau đọc lại những cái câu đó nghe cho quen, rồi chúng ta lắng nghe phần đàm thoại. Tùy biển thảy hạ, tùy biển thảy hạ, tự nhiên xem. Hữu A, được ạ. Lị chúng gì chỉ xích, hỏi gì cả ní cò tỏi. Lị chúng gì chỉ xích, hỏi gì cả ní cò tỏi. Bạn thích màu tím, có thể chọn túi sách này. Hữu A, ngọ mạnh mảnh thảy, thảy ngám hòa lị tháng. Hữu A, ngọ mạnh mảnh thảy, thảy ngám hòa lị tháng. Được ạ, tôi xem từ từ. Xem vừa ý, nói cô biết. Ngọ mại tó kỹ co, dạo mụ cây phèn tí. Ngọ mại tó kỹ co, lị dạo mụ cây phèn tí. Tôi mua vài cái, có tính rẻ chút không? Tú hài cây phèn sập mánh bạc mánh. Tú hài cây phèn sập mánh bạc mánh, cũng là tính rẻ 10 đô, 8 đô. Dánh quầy ngọ tì hủ sạch ca pha sầu. Dánh quầy ngọ tì hủ sạch ca pha sầu, bởi vì chúng tôi bán rất thật giá. Mềm bạc, hiểu. Lị tí tỏi sổ cúng hủ lan. Lị tí tỏi sổ cúng hủ lan. Túi sách của bạn mai rất đẹp. Tó chè, cảm ơn. Bu liễu dầu lan, vải lại đẹp. Ní phủn xây ngành báo, dạo mụ khi tháp phá mạnh. Ní phủn xây ngành báo, dạo mụ khi tháp phá mạnh. Cái kiểu bóp tiền nhỏ này, có hoa văn khác không? Ngọ tố hài tắc phán, ní kỹ co phá mạnh. Ngọ tố hài tắc phán, ní kỹ co phá mạnh. Tôi cũng là có mấy kiểu hoa văn này. Cẩm hữu lá, ngọ diều, ní kỹ co. Cẩm hữu lá, ngọ diều, ní kỹ co. Thế được rồi, tôi muốn mấy cái này. Tặng ngọ cây dách cây xín, để tôi tính trước. Chủng cùng, dách chín chấp bạc, ủng sập mánh. Chủng cùng, dách chín chấp bạc, ủng sập mánh. Tổng cộng 1750 đô. Ní thiều sẩu tỏi kè tải, ngọ sung bỉ lị kè. Ní thiều sẩu tỏi kè tải, ngọ sung bỉ lị. Dây đeo của chiếc túi sách này tôi tặng cho bạn. Hữu lan a tó chè, rất đẹp ạ, cảm ơn. Lị dùng tắc hữu cây trục bón chanh. Bạn cảm thấy sử dụng tốt, tiếp tục ủng hộ. Dắt tiền, nhất định. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau lắng nghe phần đàm thoại. Và nghe xong phần đàm thoại là kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Mình luôn chúc cho các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống và nhiều
tiến bộ trong tham khảo tiếng Quảng Đông. Trân trọng và hẹn gặp. Bye bye. 隨便睇下。好啊。你鍾意紫色可以揀呢個袋。好啊，我慢慢睇，睇啱話你聽。我買多幾個，有冇計平啲？都係計平10蚊、8蚊，因為我哋好實價發售。明白。你啲袋手工好靚。多謝。布料又靚。呢款細銀包有冇其他花紋？我都係得返呢幾個花紋。咁好啦，我要呢幾個。等我計一計先。總共750蚊。呢條手袋嘅帶我送俾你嘅。好靚呀，多謝。你用得好，繼續幫襯。一定一定。